Trong hầu hết trường hợp ở Hà Nội, mọi người thường nói rằng chỉ cần đỗ vào cấp 3 thì sẽ có cơ hội vào đại học. Điều này là do đại học ngày càng dễ dàng hơn, và nếu không đỗ vào một trường thì có thể chọn trường khác. Tuy nhiên, cuộc đua vào các trường công lập ở nội thành Hà Nội vẫn rất cạnh tranh, và một số trường yêu cầu điểm số cao, thậm chí trên 8 điểm, môn. Việc nhiều người nói không cần con phải học giỏi, nhưng họ thường không phân biệt giữa việc học giỏi và cố gắng trong học tập. Học giỏi thực sự phụ thuộc vào năng khiếu của từng người. Có những học sinh rất thông minh và có thể giành học bổng vào những trường đại học hàng đầu như Yale, Harvard. Nhưng con tôi không có năng khiếu tương tự, vì vậy, chúng tôi chấp nhận việc học tại các trường khác, và điều này không làm chúng tôi thất vọng. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi muốn con phải cố gắng trong học tập. Có những người thông minh giải quyết một bài toán trong vòng 15 phút, trong khi con tôi cần 30 phút để giải cùng bài toán. Điều này đòi hỏi con phải học chăm chỉ và đặt nhiều công sức hơn. Tôi chỉ không muốn con mình học 15 phút như người khác, sau đó bỏ cuộc và đi chơi hoặc làm việc khác. Cố gắng trong học tập sẽ rèn luyện tính kiên nhẫn và nhẫn nại, những đức tính quan trọng trong cuộc sống. Mọi người có đường thành công riêng, không phải ai cũng cần phải giỏi tất cả. Một người học giỏi có thể trở thành bác sĩ hoặc kỹ sư, trong khi một người học kém về văn hóa nhưng có niềm đam mê với nấu ăn có thể học nấu ăn và trở thành một đầu bếp xuất sắc. Mọi nghề nghiệp đều quan trọng và đáng trân trọng, và không có nghề nào thấp hèn. Mọi người cần lựa chọn một nghề nghiệp phù hợp với họ và làm việc chăm chỉ để sống cuộc đời mình. Một điều quan trọng là phải có kiên nhẫn và sự cố gắng trong học tập.